Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cách chế bộ cân cánh cho máy bay. Đầu tiên chúng ta sẽ tải phần mềm Nivo để đo mặt phẳng. Quá trình cài đặt hoàn tất, các bạn mở phần mềm, đặt điện thoại lên mặt phẳng. Chúng ta để ý khi hai chỉ số tiến gần về mức 0 là được. Sau khi sử dụng phần mềm, xác định được mặt phẳng, chúng ta sẽ sử dụng hai chiếc cốc và một thanh kim loại để tiến hành cân cánh. Như các bạn thấy, hai cánh đang có khối lượng không bằng nhau, chúng ta sẽ sử dụng băng dính để tăng khối lượng cho cánh còn lại. Chúng ta sẽ cắt phần băng dính thừa để cho khối lượng hai cánh bằng nhau. Như vậy là tương đối ổn, chúng ta sẽ tiến hành cân cho các cánh còn lại. Chúc các bạn thành công, cảm ơn các bạn đã xem clip.